Hôm nay mình review háo củi cho bạn. Đây là hai thằng kỷ lục gia háo củi nhà mình. Nãy nó háo có một mặt có 25 giây thôi. Quá dữ luôn mấy bạn ơi. Má, mấy bạn thấy không? Mới có 21 giây thôi mà nó háo gần xong một mặt à, mấy chục cây à. Đó. Chưa tới 30 giây nha, nó háo hết một mặt rồi nha. Ngoái ghê không? Đó. Đây là tí chuột. Chuyên gia đào tạo gỡ củi. Tiếp theo là cái thằng cái hớ phụ. Mặt này nó mục, nó hơi khó gỡ nha bạn. Cái mang này nó gỡ tốc độ lắm. Đó, háo ba led chưa tới 1 phút 30 giây luôn nha bạn. Đẳng cấp, quay qua đây chụp hình cái coi tí chuột. Pin heo à, thấy không? Chưa tới 1 phút 30 giây.